và người cầm rắn lên nếu không hiểu biết về sự cấu tạo của chúng có thể bị những chiếc răng này thò ra ngoài miệng và cắn phải. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, rắn tải bàn nội địa, rắn măng ba đen hay là rắn hổ mang chúa thì đều là những loài rắn có nọc độc độc nhất trên thế giới, và chỉ cần một lượng nọc độc nhỏ của chúng thôi thì cũng có thể khiến con người chúng ta tử vong. Tuy nhiên, khi ẩn sâu những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài rắn độc và lạ. Và chúng có nọc độc không quá mạnh, thế nhưng chúng là một loài có khả năng đặc biệt, đó chính là mổ mà không cần phải mở miệng. Chắc hẳn khi nghe nói đến đây thì nhiều bạn sẽ tò mò về loài rắn này rồi đúng không nào? Vậy thì để biết được đó là loài rắn gì và chúng đặc biệt và nguy hiểm ra sao thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Rắn là tên gọi chung chỉ một nhóm các loài động vật bò sát ăn thịt, không chân và thân hình tròn dài, thuộc phân bộ Serpentis. Có thể phân biệt với các loài thằn lằn không chân bằng các đặc trưng như không có mí mắt và tai ngoài. Các loài rắn còn sinh tồn được tìm thấy ở trên gần như các mọi châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực, trong lòng các đại dương như Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và trên phần lớn và các khối lục địa nhỏ hơn. Các ngoại lệ bao gồm một số đảo lớn như Ireland và New Zealand và nhiều đảo nhỏ trong Đại Tây Dương và Trung Thái Bình Dương. Phần lớn các loài rắn không có nọc độc, và còn những loài nào có nọc độc thì chủ yếu sử dụng nó vào việc giết chết hay là khuất phục con mồi thay vì để phòng vệ. Một số loài có nọc độc mạnh tới mức đủ gây ra vết thương đau nhức hay gây tử vong cho con người. Và các loài rắn không có nọc độc hoặc là nuốt sống con mồi hoặc là giết nó bằng cách quấn và vặn xiết. Và ẩn sâu dưới cánh rừng thuộc Tây Phi đã xuất hiện một loài rắn đặc biệt, và chúng được mệnh danh là loài rắn giết chết đối thủ mà không cần mở miệng. Và chúng là loài rắn nào mà đáng sợ như vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu video dưới đây nhé. 1. Tìm hiểu về rắn dao găm. Rắn dao găm Bibron có tên khoa học đó là Achatapis bibroni và là một trong ba loài rắn kịch độc đặc hữu ở châu Phi. Và nó được lấy tên từ một tên của nhà nghiên cứu bò sát người Pháp Gabriel Bribon. Và nó không có thân hình quá dài như những loài rắn khác, và cơ thể trưởng thành của loài rắn dao găm này chỉ từ 30 đến 40cm. Thế nhưng tốc độ gây sát thương của chúng vượt trội so với đồng loại của mình. Màu sắc chủ đạo của chúng là màu tối như nâu hay xám đen, đôi mắt nhỏ và cổ không phân biệt rõ rệt với thân. Không chỉ có rắn mô và những đặc điểm này còn khiến chúng bị nhầm với rắn sói khép. Và bụng có màu trắng đồng nhất hoặc màu vàng nhạt với một loạt các đốm màu tối. Và thức ăn chính của loài rắn dao găm là ếch nhái, các loài bò sát và các loài động vật có vú nhỏ. Rắn dao găm được coi là tử thần dưới đất, bởi vì khi mùa mưa đến, chúng chui lên khỏi mặt đất, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Và loài rắn lạ này lẩn khuất giữa rừng xanh giữa New Guinea và Liberia của Tây Phi. Dù sở hữu nọc độc không quá mạnh, thế nhưng xét trên một vài góc độ thì chúng còn kinh khủng hơn, bởi lẽ loài rắn này có thể mổ mà không cần phải mở miệng. Và các nhà khoa học đã cho biết, loài rắn khác thường này có một cặp nành rất dài, đủ để thòi ra và thụt vào ngay bên khóe miệng. Điều này cho phép rắn dao găm tấn công và tiêm nọc độc vào con mồi từ bên cạnh. Thậm chí còn có thể thực hiện một cú tấn công ngang và không cần phải mở miệng. Lần đầu, khoa học đã phát hiện ra những con rắn mới này vào buổi đêm trong một khu rừng tại Liberia. Việc bắt giữ rắn này thực sự phải hết sức cẩn thận nếu không muốn phải trả giá. Dù bị tóm từ phía sau, nhưng con rắn vẫn liên tục tìm cách để tấn công. Và theo các chuyên gia thì đây là một trong những loài đặc hữu tại rừng mưa thượng Guinea, và cũng là một trong những loài rắn nguy cấp do nạn chặt phá rừng, khai khoáng và đặc biệt là biến đổi khí hậu. 2. Cặp răng nanh có thể thò ra thụt vào. Đó là cặp răng nanh có thể thò ra gập vào và di chuyển được như một con dao găm và luôn sẵn sàng cắm nhập vào nạn nhân xấu số của mình. Không những thế, nếu thiếu hiểu biết về chúng thì người cầm rắn ở cổ nó cũng có thể bị những chiếc răng này cắn phải.
và sự thiếu hiểu biết còn có thể khiến nhiều người tưởng nó là loài rắn mo và không có độc vì vẻ bề ngoài của hai loài rắn này cũng có những đặc điểm khá tương đồng với nhau. Và khi tóm vào cú rắn thì người cầm hoàn toàn có thể phải trả giá quá đắt. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không nên cầm chúng lên, đặc biệt là tóm vào cổ như cách làm với các loài rắn khác, nhất là khi cặp răng nanh hoàn toàn có thể thò ra ngoài miệng. 3. Nó có thể mổ mà không cần mở miệng. Loài rắn độc này thường bị hiểu nhầm là vô hại vì có vẻ bề ngoài rất bình thường. Tuy nhiên, nọc độc và cặp răng nanh của chúng thì lại không hề bình thường một chút nào. Và cũng giống như nhiều loài rắn khác, chúng có một cặp răng nanh tiêm nọc độc để làm tê liệt đối phương. Tuy nhiên, thì cặp răng nanh lại được cấu tạo chỉ có 102 vô cùng đặc biệt. Răng nanh của con vật đáng sợ này có thể thò ra, cập vào và di chuyển như một con dao găm sẵn sàng cắm vào con mồi của chính mình. Và người cầm rắn lên nếu không hiểu biết về sự cấu tạo của chúng có thể bị những chiếc răng này thò ra ngoài miệng và cắn phải. Có lẽ cặp răng nanh nhọn nhô ra từ hai bên miệng là sự bù đắp của tạo hóa cho loài rắn này, bởi trong khi hầu hết các loài rắn khác phải mở miệng lên tới 170 độ để cắn nạn nhân, thì loài rắn này chỉ có thể mở miệng rộng đến 55 độ. 4. Nọc độc của rắn dao găm. Nọc độc của rắn dao găm rất độc, mặc dù nó được tiết ra với số lượng nhỏ, và khi bị cắn thì nạn nhân sẽ xuất hiện những cơn đau nhẹ đến dữ dội, sưng phồng, phỏng ra quanh vị trí cắn, và nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ bị hoại tử. Viêm hạch bạch huyết làm khô cổ họng và buồn nôn, nặng hơn nữa là tử vong. Với loại nọc độc có độc tố cao thì nạn nhân sẽ bị những cơn đau nhức nhối, sưng phồng cùng phỏng ra quanh vị trí vết cắn và hoại tử nếu không chữa trị kịp thời. Vết cắn của loài rắn này còn gây ra bệnh bạch hạch huyết khiến cổ họng khô rát buồn nôn. Nọc độc của rắn dao găm tuy không độc đến mức khiến con người mất mạng ngay tức khắc, thế nhưng không có nghĩa là nọc độc của chúng không nguy hiểm. Thực tế, nọc độc của rắn dao găm là loại nọc độc có khả năng gây tổn thương tế bào, vết cắn xương phồng và gây tổn thương mô nghiêm trọng. Và hiện thì vẫn chưa có thuốc giải cho nọc của loại rắn này. Một điểm đáng sợ nữa trong bộ sưu tập vũ khí của loài rắn này đó chính là khả năng tung mình ra xa ở một khoảng cách bằng chính chiều dài cơ thể của chúng, tối đa là 98 cm. Và khi tức giận hoặc săn mồi thì loài rắn này sẽ nằm chờ rồi chấp thời cơ và tung mình để đến chỗ con mồi và tiêm nọc độc vào nạn nhân xấu số. Và không phải hổ mang thì đây mới xứng là con rắn đáng sợ nhất thế giới. Với một cú mổ của nó thôi có thể khiến bạn rụng mất một ngón tay nếu như không được chữa trị kịp thời. Quả là đáng sợ vì loài rắn này phải không các bạn? Lẽ ra thì chúng ta nên đặt biệt danh cho nó là vua của các loài rắn thì đúng hơn, phải không các bạn? Và các bạn có cảm thấy sợ hãi chúng không? Riêng các bạn thì không biết thế nào, nhưng riêng admin thì nổi da gà từ nãy giờ mỗi khi nhắc đến chúng rồi đấy. Còn các bạn thì cảm giác như thế nào sau khi tìm hiểu loài rắn này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé! Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Nhện giết rắn là một cảnh tượng không quá hiếm gặp vì rắn dù độc thế nhưng thậm chí có thể chết vì độc của chính mình nếu bị cắn phải. Và chính vì thế, một số loài nhện độc thừa sức xử đẹp rắn và Tarantula thì khác. Đó là một chi nhện khổng lồ có vẻ bề ngoài lông lá xù xì và hung dữ, do đó thì Tarantula giết được rắn là hiện tượng chưa khi nào được ghi nhận trong tự nhiên. Vậy mà nó đã xảy ra rồi đấy. Mới đây thì các chuyên gia đã công bố trường hợp Tarantula xả thịt rắn lần đầu tiên trong lịch sử. Nhện Tarantula được coi là một trong những loài nhện lớn và lông lá nhất trên thế giới. Chúng có thể đạt chiều dài 10 cm khi trưởng thành và vũ khí lợi hại nhất của nhện Tarantula đó là nọc độc và búi tơ. Và ở trong video này thì đã có một con rắn kịch độc phát hiện ra mục tiêu và nó đã quyết định hạ gục đối thủ. Và đó chính là loài rắn Amanden. Có danh pháp khoa học là Erythrolamprus amandensis,
và loài rắn này không quá lớn, chỉ dài 40 cm. Thế nhưng như vậy là quá đủ để vượt xa Tarantula cả về khối lượng lẫn kích cỡ. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản khi mà con nhện đã dụ dỗ con rắn độc vào trong.